thằng nào kia đứng kênh kênh bọn mình vậy bay? Hình như thằng này nó mới chuyển tới sắm mình hay sao á. Trong đám của bọn mày, ai là đại ca? Tao biết ai là đại ca rồi. Tao là đại ca. Mày làm gì vậy? Tao thích. Tin gì nói nhanh. Dạ em chả biết tin gì hết. Cái thằng này mày thích trêu người tao đấy à? Mày mới ăn keo mờ biển về đúng không? Dạ đúng, hôm nọ mới đi ăn đồ ăn ở ngoài biển ngon quá trời. Yên cái mồm mày đi không, mới sáng sớm đã làm đại ca không vui. Đại ca, tình hình nó đang rất là tình hình. Em có một chuyện muốn bẩm báo với đại ca gấp, phải bẩm báo ngay và luôn. Để lâu sẽ không ổn nên em quyết định sẽ bẩm báo với đại ca ngay luôn. Mày có nhanh cái mồm mày lên không? Hôm nay bọn mày cho mồm đi chơi hơi xa rồi đấy. Chuyện là hôm qua lúc 12 giờ trưa em có đi ăn sáng thì gặp một thằng cu nhìn mặt rất là non nhưng mà nhìn rất là chảnh chọe, hình như mới chuyển vào sớm mình. Thì làm sao? Phải chết, đại ca quên vụ phải thu lệ phí mấy tên lính mới về làng à. Mình phải phổ biến cho chúng nó tí về luật rừng chứ. Ê chú em, lâu lâu cũng được việc phết đấy. Đại ca, chuyện lạ là như thế này đại ca. Hôm qua lúc 5 giờ chiều em có đi ăn trưa, tính qua nhà thằng cu đó thu phí mà không thấy nó đâu. Hay là do nó nghe giang hồ đồn rồi sợ mình không ta? Em ơi, làm cho anh một ly nước mía, nhiều đường, nhiều nước, ít đá nhưng mà giá vẫn phải bình thường nha em. Chính là nó. Để tao. Gì? Tao hỏi mày có chuyện gì? À, cái thằng này, mày bảo ai mày á? Mày biết tao sống ở cái đất này bao nhiêu năm rồi không? Tao không quan tâm cái loại như mày không cùng đẳng cấp với tao. Biến ra chỗ khác cho tao đỡ ngứa mắt. Mày nói cái gì hả? Ê! Mày nói cái gì hả? Hả? Vậy á. Chào chú em. Chú em mới chuyện đến đây à? Chả giấu gì chú em, anh là chủ ở cái đất này. Bình thường ai mới chuyện đến đây á thì cũng đều phải qua chào hỏi anh hết. Còn chú em đây á thì láo quá. Rồi còn sao, coi như chú em vẫn còn non và xanh, anh không chấp. Nhưng cho anh xin 10 triệu tiền bảo kê. 10 triệu? Thế tóm lại mày có đóng hay không? Tao không đóng đấy thì sao? Mày thích lơn tiền với đại ca tao không? Ôi, hôm nay mùng 1 tao không muốn bận tay. Tao cho mày ôm nữa. Đúng 8 giờ sáng có mặt tại đường mới, đưa tiền cho tao. Ủa chừng đi con.
em mới chuyển tới à? Lại có chuyện gì nữa đây, mới mùng 1 tao không muốn nói nhiều. Mày chết, chủ em bớt nóng, anh ra đây để cho em chút lời khuyên á. Khuyên cái gì thì nói nhanh nhanh đi. Chủ em hôm nay bao anh nha, tại vì anh không có đem theo ví. Rồi ok, tao bao. Nhưng mà có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề luôn đi. Hồi nãy em bị thằng kia bắt nạt đúng không? Thằng đó là Tương Chạy Châu, xài hậu đen chỗ này. Nhưng mà anh biết điểm yếu của nó, chú em cứ yên tâm mà chống lại nó. Đã đến lúc rồi. Ai chỉ luôn hoa nhận mưa, giờ bị bệnh. Tí nữa đá vô mông Tân nha, Tân nó mới mổ chỉ vậy ạ. Chào chú em để anh chào trước là thất lệ đó nha. Đầu tiên, cái gì? Tao là tiền đâu. Tao có tiền đấy nhưng không thích đóng. Thế bây giờ mày làm sao? Thích gì nói. Mày làm cái quái vậy? Ê, sao mày nhận ra đi được nhà tao? Anh chơi đó. Rốt cuộc mày mua cái gì? Mày mới chuyển tới mà không biết điều. Mày phải đưa tiền bảo kê cho bọn tao. Ở đâu ra cái luật đó vậy? Ngọt rừng. Ngu lắm biểu à. Ra, đại ca Tân của tao là nhiều cái điểm yếu nào đâu. Tao là đàn em của Tân Chạy Châu. Mày bị tao lừa rồi. Một đám ăn hiếp một thằng hiền. Màn kịch này đã đến lúc hạ màn rồi. Anh Quân ơi, ra đi. Wow. Mấy em đánh nhau ghê quá nhỉ. Cứ như phim hành động ấy. Cái này mà đưa cho mấy anh công an phường như thế này thì biết sao ta. Thằng này là thằng nào vậy? Anh không biết hả? Thằng này là thám tử xóm TQ97. Nó hay bắt mấy thằng làm việc sai trái giống anh em mình lên phường á. Vậy hả? Xong anh em mình rồi. Lâu quá không gặp, anh khỏe không anh? Khỏe, bình thường. Cái đây là bọn em giỡn thôi. Chứ thằng này là thằng bạn em mà, đúng không? Không, bọn là bảo em đóng tiền bảo kê, anh Quân tống bọn nó hết lên phường đi. Thôi, chú em không cần phải giấu nữa. Thằng Biểu sáng nay đã sang nhờ anh và cho anh biết hết sự thật rồi. Ý, anh Quân, bọn em biết những việc mà bọn em làm là sai trái. Bọn em hứa từ sau bọn em sẽ không tái phạm những việc làm nó nữa đâu. Mong anh Quân bỏ qua cho em với, em xin lỗi anh Quân. Xin lỗi cả thằng Biểu nữa. Xin lỗi bố nha. Được rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Lần này anh sẽ bỏ qua cho em. Dạ. Cố gắng mà làm một con người tốt em nhé. Vâng ạ. Lần này anh sẽ bỏ qua cho mấy đứa. Rồi, giải tán. Rồi em về đi Biểu. Nói chung là cái tình trạng ma mới bắt nạt ma cũ nó xảy ra thường xuyên. Cho nên em hãy cứ làm quen với nó. Có chuyện gì ở cái xóm này không tốt thì cứ tới báo với anh, nghe chưa? Dạ.
Ok, thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết một cái tập của series mới của bọn mình nha. Cái series mới này bọn mình làm cũng là anh thám tử nhưng mà gọi là thám tử xóm. Thì cái series này bọn mình sẽ làm những câu chuyện ở xung quanh xóm. Đấy là thì các bạn ở trong xóm của các bạn là có những chuyện như nào thì ở đây bọn mình có những câu chuyện như thế, nhưng mà nó sẽ biến tấu, nó sẽ hài hơn để các bạn xem giải trí nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy thích cái series này thì nút like ở đâu các em nhỉ? Dưới màn hình nha các bạn nhấn nút like để ủng hộ cái series này cho bọn mình, thì bọn mình sẽ quay tiếp tục những cái series này để phục vụ các bạn nha. Series này là một series mới khác hoàn toàn với anh thám tử. Thì series anh thám tử bọn mình sẽ làm về đồ ăn, còn series này thì bọn mình sẽ làm về những cái tình huống đời thật và biến tấu thành những tình huống hài hước nha các bạn. Ok, thì bây giờ clip của mình đến kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.